phẩm chúng ta sẽ nghe nhạc remix nha quý vị. Sau đó chúng ta sẽ nghe nhạc vàng. Chúng ta sẽ nghe nhạc xưa để xem Dora này nó có thể hiện tốt được các nhạc hay không nha. Đây là một đôi loa thể hiện khá tốt tất cả các dòng nhạc, thậm chí đôi loa ca hát karaoke cực kỳ hay nha quý vị. Đôi này thì bên em đã bán rất nhiều rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một dòng nhạc xưa nha. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên. Sẽ những môi lương duyên. Tiếng nhạc rất là du dương. Những đôi Yamaha 690 như thế này nó thể hiện rất tốt các loại nhạc. Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là đôi loa Yamaha NS690, một đôi loa cổ của hãng Yamaha, được sản xuất vào năm 1973, sở hữu bass 30 cm, màn giấy gân vải, chung đơm và chép đơm. Chung đơm nó gần 8 cm nha quý vị, chép đơm nó 3 cm. Có hai vi tinh chỉnh phía trước và tất cả các củ từ này đều là khung đúc hết nha quý vị, rất là chất. Thùng gỗ lạng nha, thùng gỗ lạng rất nặng, thùng nó nặng khoảng 22 kg một thùng nha quý vị, rất chất.
cực kỳ chất luôn. Củ loa rất to nha, củ loa và đòi này rất to, củ loa chung chép rất là to. Dòng này là nội thất nó rất là gấu, bộ lọc rất là gấu luôn. Phần màu gỗ vàng nó hơi đỏ, đỏ sẫm nha, vàng sẫm nhìn rất là đẹp nha quý vị. Thành quách góc cạnh này, đôi loa này đẹp xuất sắc nha quý vị, rất đẹp nha. Thì đôi loa này có chiều cao 63 cm, chiều ngang 35 cm và chiều sâu 31 cm. Loa 8 ohm nha quý vị, công suất 60W và độ nhạy 90 dB. Dòng này rất dễ ghép loa nha. Ủa rất dễ, em xin lỗi, rất dễ ghép âm ly. Thành quách góc cạnh của đôi này rất là đẹp nha quý vị. Đây quý vị xem này, rất đẹp luôn, hầu như là không chê được nha. Rất hiếm những đôi loa. Đây là các cái cầu loa chúng ta có thể đóng rời nha. Đây, đây là chạm loa, số seri 49234. Rất đẹp quý vị ha, rất đẹp nha. Thành quách góc cạnh, vuông thành sắc cạnh, góc cạnh đẹp hết nha quý vị. 49233 lo trùng số seri nha quý vị. 33 với 34 thì xem như là trùng số seri đó quý vị. Nó liền kề Nippon Yamaha, trùng seri luôn. Lo quá đẹp ha. Đô la chỉ có giá 6.800.000 đồng thôi quý vị, 6.800.000 đồng, ship toàn quốc và không bao phí ship. Chất âm thì nãy giờ quý vị đã thưởng thức rồi nha. Bass đánh rất là du dương, bass mềm sâu, chơi remix thì đánh rất là lực. Và đôi loa này hát karaoke cũng rất là tuyệt vời luôn nha quý vị. Quý vị nào mà hát trong phòng, trong nhà, hát đôi này rất là tuyệt vời. Tiếng nó rất hay, do nó chung đơm, chép đơm, nó rất là tuyệt vời.